Chương 881, Tiểu Ngân Ngân phi thang bên trong thân thể Tiểu Ngân Hồ giống như lò than vậy, một quả cầu kim sắc lôi điện giống như cánh hoa nở rộ, mỗi một kim sắc lôi điện đánh ra, thân thể Tiểu Ngân Hồ lại càng cháy đen, không bao lâu sau, thân thể Tiểu Ngân Hồ đã giống như than củi bị nung đỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra. Đột nhiên, trên bầu trời đột nhiên ngưng tụ một đám mây đen chứa đầy lôi điện, một đợt lôi điện màu đen từ trên đám mây giáng xuống, trực tiếp đánh vào thân thể Tiểu Ngân Hồ lúc này vốn đã như than củi nung đỏ, răng rác, trên thân Tiểu Ngân Hồ lập tức xuất hiện một vết nứt, răng rắc, lại là một đợt lôi điện màu đen từ trong hư không đánh xuống, một đợt tiếp một đợt, sau khi liên tiếp chín đợt lôi điện đánh xuống, đám mây chứa đầy lôi điện màu đen kia mới biến mất, ẩn vào trong hư không. Oanh, lại có một đám mây lôi điện màu trắng xuất hiện, một đợt lôi điện lại đánh xuống thân thể đã sắp vỡ vụn của Tiểu Ngân Hồ, vẫn đánh liên tục chín đợt lôi điện màu trắng, đám mây lôi điện màu trắng kia cũng lùi về hư không. Thế nhưng kế tiếp lại tiếp tục xuất hiện sáu loại lôi vân xanh, đỏ, tím, lam, vàng, bạc, mỗi một loại lôi vân đều đánh xuống chín đợt lôi điện, sau mỗi một đợt lôi điện đánh xuống, sinh cơ trên người Tiểu Ngân Hồ sẽ mạnh thêm một phần. Đến tận khi đợt lôi điện màu bạc cuối cùng đánh xuống, thân thể tiểu ngân hồ trực tiếp bị đánh nát ra thịt trái đen vỡ vụn ra giống như thủy tinh công nghiệp bị đánh nát vậy từ khung xương của nó rụng xuống chỉ còn lại có một khung xương hồ ly màu bạc mà trên bộ xương kia lại điện mang lập loài lôi quang giống như được ngưng tụ từ lôi điện vậy oanh trong hư không lại đánh xuống một tia sét cái lôi quang này giống như một cột sáng nối liền trời với đất kéo khung xương lôi điện màu bạc vào trong đó giống tiểu ngân hồ vẫn luôn không có động tĩnh lúc này lại phát ra một tiếng giống kinh thiên trong cột sáng thánh khiết kia thân thể nó dần mọc ra da thịt mới tiếng gầm rú tê tâm liệt phế kinh động thiên địa khi nãy ra thì toàn thân nó bị nghiền nát tiểu ngân hồ cũng không kêu một tiếng nhưng nỗi đau khi máu thịt tái sinh khiến nó nhịn không được phải ngửa mặt lên trời liên tục gào thét lôi điện màu bạc trên người nó càng ngày càng mạnh hóa thành một con hồ lôi màu bạc thừa nhận lực lượng kinh khủng kia của cột sáng lôi điện lôi điện màu bạc dần đỏ như lửa theo tiếng gầm của tiểu ngân hồ thế mà lại có thể chống lại cột sáng lôi điện kia lần lượt đánh tới cột sáng thông thiên đang chấn áp nó oanh lôi đỉnh giữa thiên địa không ngừng đánh xuống khắp nơi đều là lôi điện màu bạc nổ tung ngay cả hàn sâm và tam vĩ điện hồ cũng không thể không rời khỏi tích lôi sơn đứng từ xa nhìn Tiểu Ngân Hồ chống lại có sáng thông thiên, oanh, cũng không biết có biết bao nhiêu lôi điện kinh khủng đánh xuống, Tích Lôi Sơn cũng không chịu nổi lực lượng kinh khủng kia bắt đầu sụp xuống một nửa, trên một vùng phế tích kia, Tiểu Ngân Hồ lại ngửa mặt lên trời gào thét, lôi điện màu bạc trên người bùng lên, đánh tới cột sáng thông thiên trực tiếp nổ nát, lôi điện màu bạc không bị áp chế nữa, vọt thẳng tới chín tầng mây hòa vào trong hư không, oanh, hư không bị lôi điện màu bạc xé rách ra một đường, bên trong lỗ hồng kia, Hàn Sâm thấy được rất nhiều cảnh tượng kỳ dị, có rất nhiều cung điện như tiên cung, có thật nhiều thực vật kỳ dị thậm chí còn thấy trên một cây đại thụ kết ra từng thiên sứ thánh khiết từ trong vết rách hư không bắn xuống một luồng uy áp lập tức ép hàn sâm nằm ra trên mặt đất với lực lượng của hắn vẫn không ngăn cản nổi uy áp kinh khủng kia ngao tiểu ngân hồ nhìn về phía hàn sâm kêu lên một tiếng giống như đang kêu gọi hàn sâm hàn sâm nhìn về phía tiểu ngân hồ thấy tiểu ngân hồ đang nhìn hắn trong ánh mắt của nó tràn đầy tình cảm phức tạp hàn sâm cho rằng tiểu ngân hồ cũng giống như thánh tê và không linh nữ yêu triệu hồi ra cánh cửa dẫn tới không gian thứ ba tí hộ sở bị dẫn vào không gian thứ ba tí hộ sở của dị linh thế nhưng hiện tại cũng không có chuyện như vậy tiểu ngân hồ cũng không bị triệu hoán đến dị linh mà trực tiếp giải sách hư không đánh xuyên qua thông đạo giữa hai tí hộ sở muốn mạnh mẽ tiến vào không gian thứ ba tí hộ sở ngao tiểu ngân hồ nhìn lên vết nứt không gian trên bầu trời đã bắt đầu có rút lại lại nhìn về phía hàn sâm nó kêu lên một tiếng tràn đầy quyến luyến tiểu ngân ngân đi đi chẳng bao lâu nữa tao cũng sẽ đi tìm mày rất nhanh rất nhanh thôi hàn sâm cố chịu đựng luồng uy áp kia muốn đứng lên nhưng lại không đứng dậy được chỉ có thể ngưng tụ tất cả lực lượng dùng đại lôi âm lực điên cuồng hét lên nếu không làm như thế, dưới luồng uy áp này, ngay cả một tiếng hắn cũng không phát ra được. Tiểu Ngân Hồ đã lột xác, nếu nó tiếp tục ở lại không gian thứ hai tí hộ sở, thân thể sẽ bị ô nhiễm, kết cục tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm, nhất định phải rời đi trước khi vết nứt không gian khép kín, nếu không chẳng khác gì tự tìm đường chết cả. Tuy Hàn Sâm rất muốn Tiểu Ngân Hồ lưu lại cùng hắn tấn chức, nhưng đó là chuyện không thể nào. Ngao, Tiểu Ngân Hồ lại kêu một tiếng đáp lại Hàn Sâm, lúc này mới quay đầu, đạp không bay về phía vết rách hư không, "Không lâu sau tao sẽ tới tìm mày, ở trên đó chờ tao." Hàn Sâm nhìn thấy vết nứt không gian sắp khép kín lại, nhưng Tiểu Ngân Hồ vẫn đứng trong hư không quay đầu lại nhìn hắn, một lần nữa hét lớn. Tiểu Ngân Hồ gật đầu với Hàn Sâm, lúc này mới xoay người, hóa thành một tia lôi điện màu bạc nhảy vào bên trong vết nứt không gian. Oanh, hư không khép kín, lôi điện đầy trời tán đi, uy áp cũng biến mất, Hàn Sâm vẫn nằm dạp trên mặt đất chưa đứng lên, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng ngực có cảm giác không nói thành lời được. Từ khi Tiểu Ngân Hồ ra đời, phần lớn thời gian đều ở cùng với hắn, hôm nay nó lại đi như vật, tuy Hàn Sâm đã nói là sẽ đi tìm nó, thế nhưng không gian thứ ba tí hộ sở vô cùng rộng lớn, phạm vi nhân loại có thể sống lại cực kỳ có hạn, nếu như vận khí không tốt, khoảng cách giữa nó và hắn cách quá xa nhau thì thật sự không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại lần nữa. Gì, có gì phải lo lắng chứ, chỉ cần ở không gian thứ ba tí hộ sở giết hết tất cả, cho dù tiểu ngân ngân ở chân trời góc biển, mình vẫn có thể tìm nó trở về. Hàn Sâm hung hăng tự mắng một câu, từ dưới đất bò dậy, ngẩng đầu nhìn tới nơi tiểu ngân hồ biến mất rồi kêu to, "Tiểu ngân ngân, chờ tao!" lão tử nhất định sẽ nuôi mày, sứ vững tinh thần trở lại tí Hộ Sở, Hàn Sâm truyền tống về Liên Minh, dựa theo hợp đồng trả một nửa thiên sứ gen dịch cho triệu học Bân, đối với người triệu gia của thiên sứ gen, Hàn Sâm một chút cũng không khách khí. Trước khi tiếp tục lên đường, Hàn Sâm đã gọi điện thông báo cho La Lam, nói cho bà biết tính toán của mình. Hàn Sâm muốn đem phần lớn thú hồn, còn có sinh vật siêu cấp thần huyết mà mình thu phục được để lại cho La Lam, tốt nhất có thể mời La Lam trở về Tọa chấn Sát Na tí Hộ Sở như vậy hắn mới có thể an tâm đi tới không gian thứ ba tí hộ sở nếu là con tấn trước tới không gian thứ ba tí hộ sở nhất định phải nhớ kỹ đừng để dị linh biết còn có quan hệ với la ra sau khi là làm nghe xong cũng không kích động gì chỉ tỉnh táo dặn hàn sâm một câu như vậy chương 882, huyết mạch mệnh thần kinh thành dịch chương trước tác giả gọi nhầm la hải đường là tầng ngoại tổ phụ ông cố ngoại từ chương này đính chính lại la Lạ hải đường là ông ngoại của hàn sâm vì sao hàn sâm không hiểu hỏi năm đó ông ngoại con ở không gian thứ ba tí hộ sở từng giết chóc quá nhiều gần như đã trở thành công địch của dị linh nếu như con không muốn bị dị linh vây công tốt nhất vẫn không nên để cho bọn họ biết con và la gia có quan hệ nhưng con không luyện phi thiên kinh nên vấn đề cũng không lớn la lam cười nói vậy thì hỏng bét hàn sâm nghe xong lời này trong lòng lập tức lột bột một chút tự hắn chắc chắn sẽ không nói nhưng triệu gia một một coi hắn là cái đinh trong mắt đã sớm muốn giết hắn cho thống khoái sợ rằng chỉ cần xác định hắn vừa tiến vào không gian thứ ba tí hộ sở nhất định sẽ chuyển ra thân phận của hắn cho dị linh bên kia hàn sâm nói chuyện này với la lam nhưng la lam chỉ cười nói không gian thứ ba tí hộ sở vô cùng rộng lớn nhân loại chỉ có rất ít những kẻ có năng lực chạy khắp nơi cũng rất ít trừ phi con đặc biệt không may ở cùng một khu vực với người của triệu gia nếu không cũng không cần quá lo lắng hơn nữa sau khi tiến vào không gian thứ ba tí hộ sở đại khái con có thể mai danh ẩn tích mặc dù bọn họ biết rõ con đang ở không gian thứ ba nhưng cũng sẽ không biết con đang ở đâu chỉ dựa vào một cái tên không có ai có thể tìm ra con la lam cũng không quá lo lắng vấn đề này nói vậy cũng đúng Lúc này Hàn Sâm mới yên lòng lại, La Lam mẹ nói, con cũng không cần đến chỗ mẹ, cứ làm chuyện của mình đi, mẹ sẽ tự tới sát nào tí hộ giờ, mẹ, hay là để con đón đi, tự mẹ tới như vậy quá nguy hiểm, Hàn Sâm vội vàng nói, con cũng quá coi thường mẹ rồi, cứ an tâm làm chuyện của mình đi, La Lam cười nói, tuy Hàn Sâm liên tục nói La Lam chờ hắn, nhưng La Lam lại kiên trì muốn tự mình đi tới, không phải do Hàn Sâm không đồng ý, mà là bà đã tự lên đường rồi, Hàn Sâm cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể tiếp tục đi tới chỗ mẹ hắn, hắn đi nhanh một chút, sớm gặp được bà như vậy cũng có thể bớt đi một chút nguy hiểm cho bà. Mặc dù biết La Lam rất mạnh, nhưng Hàn Sâm vẫn rất lo lắng. Trên đường Hàn Sâm không có tâm tình săn giết dị sinh vật, chỉ liều mạng chạy đi, gặp được một con sinh vật siêu cấp thần huyết đời thứ nhất, trừ phi là có ích với đám tiểu yêu tinh, nếu không Hàn Sâm cũng lời ra tay. Đi suốt một tháng, cuối cùng Hàn Sâm gặp được một con lang vương trên thảo nguyên, đó là một con sinh vật siêu cấp thần huyết đời thứ hai, vô cùng giả hoạt, gần như sắp tiêu diệt toàn bộ đàn sói mới chém giết được con lang vương đó. Mặc dù không thu được thú hồn, nhưng cuối cùng siêu cấp thần ghen của Hàn Sâm cũng đạt đến trạng thái toàn mãn. Đi hơn 3 tháng, rốt cùng hàn sâm cũng gặp được la lam hai người lại dùng thời gian 3, 4 tháng về tới sát na tí hộ sở hàn sâm giao tất cả mọi thứ trong sát na tí hộ sở cho la lam còn mình lại chuyên tâm chuẩn bị tấn trước tới không gian thứ ba tí hộ sở hơn nửa năm qua mặc dù hàn sâm một mực đi trên đường nhưng hắn cũng không ngừng tu luyện huyết mạch mình thần kinh thân thể đã dần dần có biến hóa cực lớn khoảng cách luyện thành cảnh giới thứ nhất đã không còn xa nữa hàn sâm định luyện thành cảnh giới thứ nhất sẽ tấn thăng thành siêu việt giả thuận tiện cũng muốn giúp tiểu yêu tinh tấn chức từ từ này ngoại trừ hàn sâm ra ai tới nó cũng không để ý cho dù là hàn sâm có đôi khi nó cũng đột như không thấy hàn sâm cảm thấy để nó ở sát na tí hộ sở nó sẽ là một tai họa cho nên hắn mới muốn mang nó cùng đi tới không gian thứ ba tí hộ sở miễn cho sau này xảy ra tai họa gì tam vĩ điện hồ tiểu hắc và đại hắc cùng tiểu bạch đều rất nghe lời cho dù hàn sâm không ở đây chúng cũng sẽ nghe theo mệnh lệnh của la lam hơn nữa hàn sâm chuẩn bị để lại thú hồn siêu cấp thần huyết về sau muốn giữ vững sát na tí hộ sở cũng không phải việc khó gì đi không gian thứ ba tí hộ sở ngoại trừ tiểu thiên sứ hàn sâm định mang theo áo giáp mang Nghĩ vương nô quân và kim mau hống những thú hồn khác hắn đều để lại cho la lam nếu như không phải sợ người khác nhận ra áo giáp mang nghĩ vương chính là áo giáp mà tệ thần mặc cả áo giáp này hàn sâm cũng lời mang sau khi từ không gian thứ nhất tí hộ sở đến không gian thứ hai tí hộ sở hắn đã biết những thú hồn này cho dù có mang đi tác dụng của nó cũng rất có hạn dù là thú hồn dung hợp biến thân ngân huyết mi hầu tác dụng đối với hắn cũng không quá lớn nữa ngân huyết mi hầu cũng có thể chất hơn 300. sau khi hắn tấn chức siêu việt giả thể chất trên lý luận có thể trực tiếp đạt tới 600 điểm mạnh hơn khi dùng ngân huyết mi hầu biến thân rất nhiều hiện tại thân thể hàn sâm không chênh lệch nhiều so với ngân huyết mi hầu đã đạt đến cường độ thiên nhân chỉ là thể chất đế linh cũng không phát huy tác dụng chỉ sợ phải đợi tới sau khi đến trước cảnh siêu việt giả mới có thể hiện ra thuộc tính đặc biệt hàn sâm vừa tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh vừa cưỡi thủy tinh cung xuống đáy biển tìm kiếm sinh vật siêu cấp thần huyết thủy hệ để săn giết trợ giúp tiểu yêu tinh lột xác hàn sâm cũng đi tìm con hải mã màu xanh nhạt kia nhưng trong biển cả rộng lớn này lại không tìm được tung tích của nó về sau ở trong sơn mạch dưới đáy biển gặp được nó nhưng khi đó bên cạnh nó còn có hai con tiểu hải mã tuy lúc này hàn sâm đã có năng lực một kích giết chết bọn nó nhưng cuối cùng hắn vẫn không có ra tay có thể sinh ra siêu sinh vật siêu cấp thần huyết đời thứ hai cũng không dễ dàng chúng đã bắt đầu tiến hóa hiện tại hàn sâm không còn nhu cầu có giết chóc nhiều cũng vô ích huống chi con hải mã màu xanh ra trời là hỏa hệ cũng không có tác dụng gì đối với tiểu yêu tinh thời gian trước mắt đã hơn một năm tiểu yêu tinh vẫn chưa lột xác còn huyết mạch mệnh thần kinh của hàn sâm đã đột phá cảnh giới thứ nhất mở ra khóa gen thứ nhất nhưng vượt quá ý liệu của hàn sâm huyết mạch mệnh thần kinh có vẻ cũng không cường đại như hắn tưởng tượng ngoại trừ có thể cường hóa thể chất cũng không có tác dụng khác quá lớn còn kém độ huyền kinh rất xa thậm chí tranh lệch với băng cơ ngọc cốt thuật rất nhiều chẳng lẽ huyết mạch mệnh thần kinh này cũng chỉ hữu dụng đối với gen di truyền hàn sâm lại nhìn kỹ nội dung phía sau huyết mạch mệnh thần kinh cảm thấy không nên chỉ như vậy mới đúng. Hàn Sâm có cảm giác mình thân thể mình cũng có thay đổi nào đó, chỉ là cảm giác thay đổi này rất khó nói rõ có lợi gì, trong khoảng thời gian ngắn Hàn Sâm cũng không nghĩ ra tình huống như thế nào. Lại qua nửa tháng, sau khi được Hàn Sâm trợ giúp san giết một quái thú thủy hệ dưới đại hải, tiểu yêu tinh ăn máu thịt và ghen sinh mệnh tinh hoa, cuối cùng nó cũng bắt đầu lột xác, nước biển bốn phía xung quanh đều vì tiểu yêu tinh lột xác tản ra băng khí mà bị đông lại, thủy tinh cung cũng bị đông lạnh dưới tầng băng, một cánh cửa tí hộ sở mở ra trong hư không, một vị dị linh đi ra, ánh mắt nhìn về phía tiểu yêu tinh đã hoàn thành lột xác tiểu yêu tinh không giống tiểu ngân hồ không muốn xa rời hàn sâm như vậy trực tiếp vui sướng bay về phía dị linh kia đúng là đồ không có lương tâm hàn sâm ở trong thủy tinh cung nhìn mà phiền muộn vô cùng cảm giác hảo tâm của mình đều cho chó ăn rồi bởi vì hàn sâm ở trong thủy tinh cung dị linh từ không gian thứ ba tí hộ sở kiêu phủ xuống cũng không nhìn hắn mang theo tiểu yêu tinh trực tiếp quay trở về bên trong tí hộ sở trước khi đi vào cửa lớn tiểu yêu tinh còn quay lại nhìn xuống thủy tinh cung còn làm một mặt quỷ với hàn sâm đi đi tránh việc ở lại chỗ này gây phiền toái hàn sâm than nhẹ một tiếng tuy nói như vậy nhưng trong lòng vẫn còn có chút hông nỡ hiện tại hàn sâm lo lắng nhất chính hồ lô kia thứ này lại không thể theo hắn cùng rời đi tí hộ sở lại khó có thể ấp trứng mà ra trong khoảng thời gian này hàn sâm cũng nghĩ không ít biện pháp cho nó ăn máu sinh vật siêu cấp thần huyết nhưng hồ lô kia không hấp thu cũng không biết rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể ấp trứng ra chương 883, tấn chức siêu việt giả nếu thật sự không được cũng chỉ có thể để bày ở lại không ra tí hộ sở thứ hai hàn sâm vuốt ve hồ lô trong tay vẫn có chút không cam lòng hắn biết rõ hồ lô này nhất định là thiên đại bảo vật bên trong còn có sáu bảo khố cứ để lại ở không gian thứ hai tí hộ sở như vậy thật sự quá lãng phí Tiểu Ngân Hồ đã có thể phá vỡ không gian trực tiếp tiến vào không gian thứ ba tí hộ sở, như vậy có phải là mình cũng có thể lợi dụng phương pháp này để tiến vào không gian thứ ba tí hộ sở hay không? Như vậy mình có thể trực tiếp mang hồ lô vào không gian thứ ba tí hộ sở. Trong đầu Hàn Sâm thầm tính toán, nhưng Hàn Sâm biết rõ lợi dụng phương pháp này cần có cơ duyên nhất định, cũng không phải tùy tiện là có thể xé rách hư không, giống như Tiểu Ngân Hồ, nếu như không phải ở Tích Lôi Sơn, lại ăn được quả trái cây lôi điện, cho dù lực lượng của nó đạt tới trình độ cực cao, cũng không thể xé rách không gian, dù sao dù là bán thần, cũng chưa từng nghe nói có ai có thể xé rách không gian tiến vào tầng cao hơn, với hiểu biết của Hàn Sâm, thực sự có thể phá toái hư không? cũng chỉ có động huyền tử là chủ nhân động huyền kinh mà thôi tiểu ngân hồ cũng chỉ lợi dụng cơ duyên đặc thù mới có thể xé rách không gian tiến vào không gian thứ ba tí hộ sở hàn sâm cũng không vội vã lập tức tấn chức lên siêu việt giả bốn năm nghĩa vụ quân sự của hắn đã sắp xong hắn định đợi tới khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ tấn thăng thành siêu việt giả tuy kỳ yên nhiên đã ám chỉ mấy lần hy vọng sau khi hàn sâm hoàn thành nghĩa vụ quân sự có thể chính thức kết hôn nhưng đều bị hàn sâm hồ lộng cho qua hắn sợ hãi sau khi mình tiến vào không gian thứ ba tí hộ sở lại không thể sống sót đi ra không nói đến triệu gia chắc chắn sẽ không buông tha hắn 89 phần sẽ đem chuyện hắn có huyết mạch với La gia truyền ra trong không gian thứ ba tí hộ sở, cho dù không có chuyện này, ấn ký hoa sen màu máu trên trán cũng khiến Hàn Sâm vô cùng bất an, kỳ ra hy vọng sau khi Hàn Sâm hoàn thành nhiệm vụ quân sự, có thể trực tiếp truyền thành sĩ quan, tiếp tục ở lại trong quân đội, dùng thực lực kỳ ra, hoàn toàn có thể giúp Hàn Sâm tấn chức trong quân, nhưng Hàn Sâm vẫn huyền chuyển cự tuyệt, hắn đang chuẩn bị trước tiên phục viên sẽ về nhà, ở trong nhà một thời gian ngắn, ở bên mẹ và Tiểu Nghiên sau đó trực tiếp tấn chức tới không gian thứ ba tí hộ sở đến lúc đó xem tình huống rồi tính tiếp một ngày hàn sâm đột nhiên cảm giác hồn hải chấn động thú hồn thủy chết long kia lại tiêu thảm rồi chết đi, tiêu tán trong hồn hải, cuối cùng y vẫn thoát khỏi. Vẻ mặt Hàn Sâm có chút phức tạp, nhưng cũng không có quá nhiều kinh ngạc, Ninh Nguyệt không phải người bình thường, mấy năm qua này, thân thể y bị thủy chết long phụ, nhưng Hàn Sâm lại không thể đạt được một chút tin tức hữu dụng nào của Ninh gia, phần tâm tính này của y thực sự không gì sánh kịp, y có thể thoát khỏi thủy chết long chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trên thực tế Hàn Sâm nghĩ y sẽ sớm thoát được hơn, lúc này y mới thoát khỏi trói buộc đã chậm hơn so với dự đoán của Hàn Sâm rồi. Trong khoảng thời gian này ở trong liên minh cũng không có động tĩnh gì lớn, triệu gia tuy đắc thế nhưng bởi vì sản lượng gen dịch cao cấp vẫn không thể tăng lên ngược lại càng ngày càng thấp khiến triệu gia không thể tiến thêm một bước tạm thời cũng chỉ đến đây là chấm dứt rồi lúc này dùng vật đan của tập đoàn đông lâm lại cho thấy hiệu quả tốt đẹp hiện tại đang nhanh chóng tăng giá dần dần có xu hướng có thể ngang bằng với thiên sứ gen dịch của triệu gia lúc trước hàn sâm và kỳ nhược chân thu mua được rất nhiều dùng vật đan trong thời gian ngắn ngủi không đến một năm này giá trị đã tăng lên mười mấy lần hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng lên bây giờ muốn mua được một lượng dùng vật đan lớn đã rất khó khăn tập đoàn đông lâm sản xuất ra căn bản không đủ để cung cấp cho toàn bộ liên minh lúc trước người kỳ gia không đầu tư vào sùng vật đan lúc này đều hối hận muốn chết sau khi xuất ngũ hàn sâm về tới lạc gia tinh ở lại nhà cũ một thời gian ngắn quên đi tất cả cùng mẹ và tiểu nhiên trải qua mấy ngày cuộc sống bình thường họp mặt với nhóm bạn trương đan phong giải quyết rất mấy việc đồng thời cũng xem một chút tư liệu về không gian thứ ba tí hộ sở tiến vào không gian thứ ba tí hộ sở không thể nghi ngờ là một cánh cửa mới cho dù mạnh như la lam bà cũng không có tự tin trăm phần trăm có thể sống sót cho nên Hàn mới trần chứ không tấn chức thành siêu việt giả tuy hàn sâm có niềm tin là mình có thể sống sót nhưng cũng không thể loại trừ tình huống vận khí cực kém nhỡ may trực tiếp truyền tống đến một tí hộ sở cao cấp của dị linh dị linh ở đó lại nhìn hắn không vừa mắt trực tiếp một quyền xử hắn đó cũng là chuyện mà trời cao đã định sẵn không có biện pháp thay đổi khó có thời gian thoải mái như vậy mỗi ngày hàn sâm đều hết ăn rồi ngủ cũng không cần dốc sức liều mạng tu luyện hoặc đi săn giết dị sinh vật cuộc sống gia đình trôi qua vô cùng thoải mái bình thường cùng tiểu nghiên luyện tập thực chiến một chút hôm nay tiểu nghiên đã là một thiếu nữ xinh đẹp thêm hai ba năm nữa cô bé cũng sẽ đi vào tí hộ sở rồi dùng thực lực hiện tại của hàn sâm dù sau này cô bé truyền tống đến tí hộ sở nào đều có thể được chiếu cố điểm này hàn sâm cũng không lo lắng huống chi nhìn tiểu nghiên dường như hàn sâm thấy được chính mình lúc trước năng lực độc lập sinh tồn của cô bé vô cùng mạnh không hổ là con của mẹ nuôi cho dù không có những chiếu cố đó có lẽ cô bé cũng có thể tự mình sinh tồn ở trong tí hộ sở nhưng dù sao tiểu nghiên cũng là con gái không giống như hàn sâm có người chiếu cố tự nhiên là tốt nhất hàn sâm cũng không nỡ để cô bé chịu khổ hàn sâm ngẫu nhiên tiến vào tí hộ sở cũng chỉ nhìn nhìn tình huống hồ lô nhưng nó vẫn như cũ căn bản không có đó dấu hiệu muốn nở ra ở trong nhà chờ đợi một tháng hàn sâm lại tiến vào tí hộ sở đi về ao tiến hóa trong sát nạt tí hộ sở đứng bên cạnh ao tiến hóa Hàn Sâm cởi quần áo, trong tay cầm hồ lô kia, thả người nhảy vào trong áo tiến hóa. Tuy không biết áo tiến hóa có tác dụng gì với hồ lô hay không, nhưng thử một lần cũng không sao. Hàn Sâm thực sự rất muốn cùng mang theo hồ lô lên, nếu không sáu bảo khố ở bên trong thật sự không có duyên với hắn rồi, không biết phải phủ đầy bụi ở không gian thứ hai tí hộ sở tới khi nào. Áo tiến hóa giống như một vực sâu không đáy, lại giống như một lỗ đen hấp thụ tất cả. Thân thể Hàn Sâm ở bên trong không ngừng trầm xuống, giống như là bị hút vào trong hư vô vô hạn, chỉ cảm thấy thân thể giống như đang hòa tan trong nước, da thịt toàn thân đều đang tan ra. Thế nhưng Hàn Sâm không cảm thấy đau đớn gì nhìn không được cũng không nghe thấy, chỉ là một loại cảm giác thuần túy, giống như thân thể đang tan ra trong hư vô, cảm giác kia giống như là đã vượt qua thông đạo luân hồi, một lần nữa lấy được tính mạng, tiến hóa thành công, đạt tới cấp độ siêu việt giả, có được 100 năm thọ nguyên, siêu thần thể tiến hóa đến siêu cấp đế linh, Hàn Sâm, siêu thần thể siêu cấp đế linh, cấp độ, siêu việt giả, thọ nguyên 400, nhu cầu tiến hóa lần nữa, gen, gen có được không? Hàn Sâm từ ao tiến hóa đi ra, lập tức nghe được tiếng thông báo tấn chức thành công, thế nhưng không đợi Hàn Sâm cẩn thận thưởng thức thân thể mình tấn thăng làm siêu việt giả, đột nhiên cảm giác trong tay trái chuyển đến một luồng lực lượng kỳ dị chấn động, chỉ thấy hồ lô một mực bị Hàn Sâm cầm trong tay trái, lúc này lại kịch liệt run rẩy lên. Chương 884, không gian thứ ba hồ lô trong tay Hàn Sâm chấn động không ngừng, một tia sáng đen từ miệng hồ lô bay lên, giống như lỗ đen khiến không gian bốn phía đều vạn vẹo biến hình, chẳng lẽ là đồ vật bên trong hồ lô sắp ra đời, ao tiến hóa này thật sự có hiệu quả. Hàn Sâm nhìn hồ lô trong tay mình mà vui mừng quá đỗi, khi Hàn Sâm đang suy nghĩ, lại đột nhiên nhìn thấy từ trong hồ lô phun ra một tia sáng, tia sáng kia giống như một lưỡi dao sắc bén, lập tức cắt không gian trước mắt tạo ra một vết sách. Không gian bị cắt kia lập tức truyền ra một luồng gấp lực mạnh đến mức không cách nào tưởng tượng được. Không đợi Hàn Sâm kịp phản ứng, cả người và hồ lô đã bị hút vào trong vết nứt không gian. Oanh! Hàn Sâm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể giống như là bị nhét vào trong máy giặt quần áo, khung xương cũng sắp bị ép mềm ra. Hàn Sâm khó chịu đến mức muốn thổ huyết, nhưng hết lần này tới lần khác lại không phun ra được, muốn kêu thảm tiếng cũng không kêu thành tiếng được, Hàn Sâm cảm giác thân thể của mình sắp bị vò thành một cục rồi. Thời gian có vẻ rất ngắn, nhưng lại giống như rất dài, loại cảm giác khó chịu này cho dù chỉ chịu thêm một giây đồng hồ, đối với Hàn Sâm mà nói cũng dài dằng dặc như một thế kỷ vậy. Bành, cuối cùng Hàn Sâm đã thoát khỏi cảm giác thống khổ kia, ngã trên mặt đất, hét thảm một tiếng. Ôi, Hàn Sâm cảm giác toàn thân đều đau, muốn khẽ động một chút nhưng lại phát hiện xương cốt của mình đã vỡ vụn rất nhiều, vết thương chồng chất, ngay cả nội tạng cũng vỡ tan rất nhiều chỗ, chỉ hơi dùng sức động nhẹ một chút, đã lập tức cảm giác được toàn thân giống như bị vô số lưỡi dao cắt qua, cũng may sức lực của Hàn Sâm kinh người, nếu là siêu việt giả bình thường vừa tấn thăng, chỉ sợ đã sớm chết từ lâu rồi. Hàn Sâm muốn vận chuyển động huyền kinh, mô phỏng thánh quang của thánh tê để trị liệu cho thân thể của mình, nhưng hắn lại nhanh chóng phát hiện, kinh mạch của mình dưới lực ép kinh khủng kia đã sớm rối loạn thành một đoàn, khí tức căn bản khó có thể vận chuyển. Xong rồi, xong rồi, chẳng lẽ Hàn Sâm mình lại chết ở đây như vậy? Hàn Sâm cảm giác nội tạng của mình đang chảy máu, xương cốt vỡ vụn nhiều chỗ, khắp nơi trên người đều là miệng vết thương, nếu không thể nhanh chóng trị liệu, chỉ sợ không đến một ngày, hắn sẽ phải từ giã cõi đời. Nhưng hiện tại khí tức của hắn hỗn loạn như vậy, kinh mạch lại không thông, căn bản không thể sử dụng lực lượng để chữa trị cho mình, chỉ có thể chờ mắt chờ chết. Hồ lô ơi hồ lô, mày hãy chết tao rồi. Hắn liếc mắt nhìn nhìn hồ lô rơi vào bên cạnh đầu hắn, trong lòng buồn bực muốn thổ huyết. Thế nhưng Hàn Sâm rất nhanh đã phát hiện, thân thể của hắn mặc dù nhiều chỗ chảy máu, nhưng những huyết dịch đó lại ngưng tụ không tan, chỉ ngưng tụ tại miệng vết thương mà không chảy ra, cũng không có khô đi, mà máu trong nội tạng bị thương tràn ra, cũng không động lại trong thân thể, kinh mạch của hắn không thông, nhưng những huyết dịch đó lại dùng phương thức quỷ dị nào đó lưu chuyển trong thân thể, cũng không hoàn toàn cần dựa vào trái tim cùng mạch máu, huyết mạch mệnh thần kinh, trong lòng Hàn Sâm vô cùng mừng rỡ, vội vàng vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh, trong lòng âm thầm cầu nguyện, tiếp định phải hữu dụng đấy, vượt qua tưởng tượng của Hàn Sâm, hắn lại không tốn sức chút nào đã dùng được huyết mạch mệnh thần kinh, khí tức hỗn loạn cùng kinh mạch trong cơ thể giống như không có một chút ảnh hưởng nào tới huyết mạch mệnh thần kinh, lưu lượng kỳ dị trực tiếp từ dòng máu Hàn Sâm tán ra, tràn đến mỗi một tế bào toàn thân, chậm rãi chữa trị những vết thương trên thân thể Hàn Sâm, nội tạng xương cốt mỗi một tế bào trong người hàn sâm đều đang thong thả khôi phục hàn sâm phát hiện mình thậm chí không cần điều khiển huyết mạch mệnh thần kinh chính nó đã từ trong máu phát ra khí tức dinh mệnh theo thời gian dần trôi qua chữa trị khí quan bị thương không hồ là thần công chấn giáo của huyết mệnh giáo quả nhiên vẫn có chút môn đạo hàn sâm mừng như điên tuy tốc độ huyết mạch mệnh thần kinh chữa trị thân thể rất chậm không thể so sánh với thánh quang nhưng vẫn đủ để cứu hắn mạng lúc này chỉ là trong chốc lát thân thể hàn sâm khó có thể hoàn toàn được chữa trị nằm ở chỗ này khó nhúc nhích lúc này hàn sâm mới có tâm tư tìm hiểu vị trí hoàn cảnh của mình đầu hắn khó nhúc nhích cả người nằm ngửa ở chỗ này phạm vi mà mắt hắn có thể nhìn tới cũng có hạn không khí nơi này rất tinh khiết không hề nghi ngờ có thể để hàn sâm cảm giác như vậy chứng tỏ chỗ này không còn ở không gian thứ hai tí hộ sở rồi nếu không dùng thân thể siêu việt giả của hắn chỉ có thể cảm giác không khí vô cùng không sạch sẽ tuyệt đối không có khả năng có cảm giác tinh khiết như vậy mình đã đi đến không gian thứ ba tí hộ sở rồi à trong lòng hàn sâm thầm nghĩ đồng thời nỗ lực mở to mắt nhìn lên trên lọt vào trong mắt một mảnh màu xanh lá ánh mặt trời xuyên thấu qua tán lá màu xanh kia lốm đa lốm đốm chiếu xuống trên mặt của hàn sâm khiến hàn sâm cảm thấy hơi chói mắt hàn sâm nhìn rõ ràng đây là một cái cây không tính là quá cao to, cao chừng 4, 5 mét, lá cây hình bầu dục, tán cây lẫn cỡ một chiếc ô lớn, ngẫu nhiên mới có ánh mặt trời xuyên thấu qua, mà trong tán lá cây rậm rạp đó, Hàn Sâm thấy được rất nhiều thứ như thập tự giá treo trên đó. Hàn Sâm còn đang suy nghĩ là ai lại treo nhiều thập tự giá trên tảng cây như vậy, nhưng sau một hồi nhìn kỹ lại phát hiện đó cũng không phải là thập tự giá, mà là đoàn kiếm, mỗi một cây đoàn kiếm đều tương tự nhau, dài khoảng hai thước, mũi kiếm rộng khoảng hai ngón tay, thoạt nhìn giống như hình chữ thập, toàn thân màu đen, cứ dính trên tán lá như vậy, ít nhất cũng có hai ba mươi thanh, ai lại nhàm chán như vậy, lại treo nhiều thanh kiếm trên cây như thế trong lòng hàn sâm tuy nghĩ như vậy nhưng lại có chút mừng rỡ có người làm chuyện nhàm chán như vậy chứng tỏ ở đây nhất định có người nghĩ lại làm chuyện kỳ quái như thế nói không chừng chính là dị linh như vậy hắn bị phát hiện sẽ hỏng bét đáng tiếc đầu của hàn sâm tạm thời không thể di động không có cách nào nhìn rõ tình huống bốn phía chỉ có thể nhìn qua cành lá và những đoàn kiếm màu mực treo ở trên cây nhưng sau khi nhìn nhìn xem hàn sâm lại phát hiện không được bình thường những đoàn kiếm màu mực đó không giống như có người treo lên trên cây những đoàn kiếm kia nói tiếp với nhánh cây giống như trái cây trên cành cây Thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Hạt giống gen đây là hạt giống gen trồng ra cây chỗ này quả nhiên là không gian thứ ba tí hộ sở. Hàn Sâm lập tức hiểu được, hắn đang ở dưới một gốc cây gen, ở trên kết gia đoàn kiếm màu mực chính là gen võ trang. Hàn Sâm không biết nên vui hay nên buồn. ở không gian thứ ba tí hộ sở, dị linh, dị sinh vật và nhân loại đều gieo trồng hạt giống gen. hiện tại hắn đang ở dưới cây gen, không biết phát hiện hắn sẽ là người nào. nếu chẳng may chủ nhân của cây gen là một đầu dị sinh vật hung mãnh, mà hiện tại hắn ngay cả động cũng không động được, chỉ sợ sẽ lành ít dữ nhiều khả năng biến thành thức ăn rất lớn hàn sâm vội vàng nhìn về phía hồn hải của mình định triệu hoàn áo giáp mang nghĩ phương ra tốt xấu gì cũng có thể phòng bị một hai thế nhưng vừa nhìn thoáng qua hồn hải hàn sâm lại ngây người chương 885, tinh thể màu đen dị biến tinh thể màu đen trong hồn hải lúc này giống như lỗ đen xuyên thấu qua hồn hải trực tiếp hấp thu khí tức sinh mệnh bốn phía xung quanh vào trong đó hàn sâm vô cùng hoảng sợ từ khi hắn đạt được tinh thể màu đen chưa từng nhìn thấy tinh thể màu đen có động tĩnh gì lúc này tinh thể màu đen lại chủ động hấp thu khí tức sinh mệnh thực quá mức kinh khủng. Dùng tốc độ hấp thu khí tức sinh mệnh hiện tại của tinh thể màu đen, nếu như nó hấp thu khí tức sinh mệnh của Hàn Sâm, cho dù Hàn Sâm đã tấn chức thành siêu việt giả, sợ rằng không đến một phút đồng hồ đã bị hút thành thây khô. Khi còn là tiến hóa giả thì càng không cần phải nói, dùng để nhét kẻ răng cũng không đủ, trực tiếp một giây liền biến thành thây khô. Hiện tại Hàn Sâm hơi sợ, lúc trước hắn ăn tinh thể màu đen này, nếu như tinh thể màu đen có hứng thú với hắn, chỉ sợ cây cỏ trên mộ phần hắn đã cao mấy thước rồi. Tinh thể màu đen cuồn cuộn không ngừng hấp thu khí tức sinh mệnh từ bên ngoài, cũng không biết những khí tức sinh mệnh này đến từ đâu, vậy mà có thể để tinh thể màu đen hấp thu thời gian lâu như vậy mặc dù hàn sâm có chút sợ hãi tinh thể màu đen hấp thu khí tức sinh mệnh của mình nhưng hiện tại có sợ cũng vô dụng hắn cũng không có cách nào lấy tinh thể màu đen ra mở to mắt đánh giá bốn phía nhìn xem khí tức sinh mệnh mà tinh thể màu đen hấp thu từ đâu tới chỉ là khí tức sinh mệnh trong không khí tuyệt đối sẽ không thể khổng lồ như vậy đáng tiếc đầu hàn sâm không thể động đậy nơi mà ánh mắt có thể nhìn thấy chỉ có cây kiếm mà thôi nhưng lúc này thời điểm nhìn tới kiếm thụ kia hàn sâm lại càng hoảng sợ mới khi nãy là cây còn xanh biếc lúc này lại đã hơi khô héo ngay cả những đoạn kiếm màu mực ở phía trên lúc này cũng khô héo giống như kiếm mẻ bị vùi trong đất rất lâu rồi, hoàn toàn không còn ánh sáng lộng lẫy và sắc khí lúc trước. Tinh thể màu đen hấp thụ khí tức sinh mệnh của kiếm thụ này, trong lòng Hàn Sâm vô cùng kinh ngạc, không biết tinh thể màu đen vớt cuộc vì sao lại làm được, nhưng đối với Hàn Sâm, đây lại là một tin tức tốt, ít nhất nói rõ tinh thể màu đen có lẽ không có hứng thú gì với nhân loại, người ta muốn hấp thu là thực vật do hạt sống ghen trồng ra, nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ Hàn Sâm dùng để tự an ủi mình, trên thực tế trong lòng Hàn Sâm vẫn vô cùng lo lắng, hiện tại tinh thể màu đen đúng là không có hứng thú với hắn, nhưng ai dám đảm bảo sau này tinh thể màu đen sẽ không nảy sinh hứng thú với hắn? nói không chừng tinh thể màu đen chỉ ghét bỏ khí tức sinh mệnh của hắn quá yếu, cho nên mới lười hấp thu, chờ nuôi trong mập rồi làm thịt cũng không muộn. Giang giác kiếm thụ càng ngày càng khô héo, thân cây bắt đầu mục nát, lá khô bay xuống, vô thanh đoàn kiếm không còn hình dáng gì cũng rơi xuống, lướt qua gò má của Hàn Sâm rồi đâm xuống dưới đất. Và Hàn Sâm hoảng sợ một trận, nhìn thấy đoàn kiếm trên cây đã không còn hình dáng gì, giống như lúc nào cũng có thể rơi xuống, Hàn Sâm muốn triệu hoán tiểu thiên sứ ra, để nó ôm mình rời xa kiếm thụ một chút, đừng để những thanh kiếm kia rớt xuống rồi đâm vào hắn thế nhưng hắn vừa kêu một tiếng, tiểu thiên sứ lại không đáp, hắn đành nhìn vào hồn hải, chỉ thấy không biết từ lúc nào tiểu thiên sứ đã biến thành một kén ánh sáng, nó cũng đang tiến nhập vào trạng thái tiến hóa, kỳ quái, sao nó lại tiến hóa rồi, vừa rồi mình cũng không đút tinh thể màu đen cho nó mà, trong lòng hàn sâm tràn đầy nghi hoặc, nhưng dù sao đây cũng là một chuyện tốt, tiểu thiên sứ có thể tiến hóa thành công, hàn sâm ở không gian thứ ba tí hộ sở sẽ thoải mái hơn rất nhiều tiểu thiên sứ không chịu hoán ra được rồi hàn sâm lại nhìn thú hồn mà mình còn có thể dùng được cũng chỉ còn có mưu quân và kim mao hồng thôi trong những dị linh đi theo hắn Hàn Sâm chỉ dẫn theo sát nà nữ đế tới, nhưng sát nà nữ đế hận Hàn Sâm muốn chết, hiện tại tự nhiên không có khả năng thả cô ta đi ra. Trong lúc Hàn Sâm đang suy tư, tinh thể màu đen kia đã ngừng hấp thu khí tức sinh mệnh. Hàn Sâm nghi ngờ nhìn thoáng qua tinh thể màu đen, phát hiện xung quanh tinh thể màu đen kia có mấy giọt chất lỏng như nước mắt bao quanh, vô sắc vô vị, trong suốt như thủy tinh, bên trong thậm chí còn có khí tức sinh mệnh bằng bạc, kỳ quái, chẳng lẽ là tinh thể màu đen ăn không hết, nên phun ra sinh mệnh khí mà nó đã hấp thu? Trong lòng Hàn Sâm vô cùng nghi hoặc. Đáng tiếc những khí tức sinh mệnh đó ngưng tụ thành giọt nước lơ lửng trong hồn hải, Hàn Sâm không hấp thu được, nếu hắn có thể hấp thu, hắn rất muốn hấp thu giọt nước kia bồi bổ cho thân thể, không biết đây là tình huống như thế nào, tâm niệm Hàn Sâm vừa động, muốn để mưu quân đi ra hấp thu giọt nước kia, nhìn xem có lợi với nó hay không, nhưng mưu quân chỉ tiến lên liếm liếm, sau đó cũng không dám ăn nữa, khí tức sinh mệnh bên trong quá đặc, nó chỉ thè lưỡi ra liếm một có chút cũng đã không chịu được, muốn nuốt vào giọt nước xuống, chỉ sợ thân thể sẽ nổ tan xác, Hàn Sâm lại để Kim mau Hống cũng đi thử xem, Kim mau Hống cũng chỉ thè lưỡi ra liếm một chút sinh cơ trong thân thể lập tức tăng lên, dường như muốn phá vỡ thân thể tràn ra vậy. Thứ này đúng là đồ tốt, đáng tiếc Kim mau Hống và Miêu Quân đều là thú hồn ở không gian thứ nhất tí hộ sở, chúng nó quá yếu, chịu không được khí tức sinh mệnh mạnh mẽ như vậy, chỉ là không biết thứ này đối với chúng có ích lợi gì. Hàn Sâm nhìn Kim mau Hống và Miêu Quân, thấy chúng nó đều gục tại chỗ thở gấp, giống như đang cực lực tiêu hóa những khí tức sinh mệnh kia, nhìn không ra kết quả gì, Hàn Sâm lại mở to mắt, nhìn về phía cây kiếm kia, lúc này kiếm thụ đã hoàn toàn héo rũ, lá trên cây gần như đã rơi sạch những đoạn kiếm màu mực đó cũng đã rụng hết xuống mặt đất khí tức sinh mệnh hoàn toàn đoạn tuyệt bị tinh thể màu đen hút khô rồi, khó trách tinh thể màu đen không hấp thu nữa, hóa ra là đã hút khô rồi. Lúc này Hàn Sâm mới chợt hiểu ra, Hàn Sâm chính nhìn cây kiếm thụ kia đã diệt từ sinh cơ, lại đột nhiên nghe được xa xa có người ở tiếng nói, Lan Khê tỷ, mặc ngọc kiếm thụ trồng 3 năm đã sắp thành rồi, tổng cộng 34 thanh mặc ngọc kiếm, lúc này khẳng định có thể bán được giá tốt, đổi lấy không ít máu thịt sinh vật nguyên thủy, giọng nói một người đàn ông tràn đầy vui vẻ truyền vào trong tai Hàn Sâm. Hàn Sâm nghe được tiếng nói chuyện lập tức biến sắc, hỏng rồi, cây này quả nhiên là do người ta trồng, không biết chủ nhân của cây này là nhân loại hay là dị linh, nếu là dĩ linh thì tám chín phần là cái mạng nhỏ của mình sẽ không còn lúc này hàn sâm rất muốn đứng lên bỏ chạy nhưng hiện tại hắn không thể động đậy muốn chạy cũng không chạy thoát cho dù để kim bao hống đi ra cõng hắn chạy dùng tốc độ của kim bao hống ở không gian thứ ba tí hộ sở cũng không bằng dị sinh vật bình thường làm sao có thể chạy đi được hiện tại hàn sâm chỉ hy vọng chủ nhân của mặc ngọc kiếm thụ là nhân loại như vậy hắn còn có cơ hội sống sót về liên minh bồi thường cho bọn họ ừ lúc này được lấy máu thịt mới có thể giúp chúng ta gia tăng không ít ghen nguyên thủy ngay sau đó lại là giọng một người phụ nữ truyền vào trong tai hàn sâm mặc dù cô ấy đã cố gắng khắc chế, nhưng vẫn có thể cảm giác được sự hưng phấn và vui sướng của cô. A Di Đà Phật, hy vọng bọn họ nhìn thấy kiếm thụ này sẽ không quá tức giận. Hàn Sâm cảm giác có chút không tốt lắm, tuy nghe tiếng nói chuyện có thể là nhân loại, nhưng cái này tựa hồ rất quan trọng với người ta, hắn cũng chỉ có thể khẩn cầu chư thiên thần Phật phù hộ mình.